Hello, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về cái đồng WQR này nha các bạn. Mình chưa KYC thành công nha các bạn, nên mình không có nạp đồng chôn cho các bạn được nha các bạn. Nay mình vô mình hướng dẫn các bạn KYC lại nha các bạn. Đầu tiên các bạn click vào có ba dấu chấm này nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào hình đầu người account nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút account setting nha các bạn. Rồi nó chuyển bạn là một cái giao diện mới. Rồi các bạn bấm vào dấu gạch nè, profile có dấu gạch này các bạn thoát ra liền nha. Mẹ nó mới vừa KYC nó sẽ gỡ mail về, nó nói cái tên mình không giống cái tên ID trong giấy chứng minh thư. Xui quá đi. KYC đó giờ trận nào thành công của trận này là thất bại. Nha các bạn, mình hướng dẫn các bạn KYC lại nha các bạn. Rồi các bạn chờ chút nha, máy mình lót hơi chậm. Gì con? Ngoại đi giấy rồi kìa coi. Rồi nha các bạn, sau khi nó lót vào cái phần này các bạn bấm vào cái nút KYC nha các bạn. Một dấu màu bên đây nè các bạn. Rồi bạn vô KYC Việt Nam là đúng rồi. Mình lộn cái fit name với cái last name nè. Mình qua bên dịch của tiếng Việt cho các bạn coi. Mình bắt KYC lại các bạn ơi. Tên đầu tiên các bạn ghi tên không dấu các bạn, Quỳnh Văn Ảnh đi. Thì tên đầu các bạn ghi Quỳnh. Tên đệm các bạn ghi Văn. Các bạn chờ chút nha. Tên cuối của các bạn ghi tên ảnh nha các bạn, Quỳnh Văn Ảnh đi. Rồi ngày tháng năm sinh các bạn bấm vào ngày mấy tháng mấy vô nha các bạn. Rồi tiểu bang các bạn chọn Việt Nam nha các bạn. Các bạn KYC thành công rồi chụp. Rồi mình sẽ nạp cái đồng chôn cho các bạn luôn. Vì chừng nào mình KYC xong mình sẽ nạp đồng chôn cho các bạn để mấy các bạn rút 200.000 hay 200 cái túc cần đích lưu RB vậy đó các bạn. Rồi các bạn, mình đâu ta, mình ở An Giang phải. Rồi các bạn thành phố ghi vô thành phố chỗ đốc đi. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha các bạn. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Cái mã pin là cái mã bưu điện, mã zip code nha các bạn, 90.000. Rồi nha các bạn. Loại tài liệu các bạn lựa giấy chứng minh nhân dân ID card nha các bạn. Rồi các bạn ghi vô hai cái số chứng minh nhân dân của các bạn, gồm có 2, 4, 6, có 9 số nữa các bạn. Rồi ID cũng vậy luôn nha các bạn. Đây mình ghi vô nha các bạn. Rồi nha các bạn tải lên một bức ảnh nha các bạn, một bức ảnh giấy nhân chứng minh nhân dân, chứng minh nhân dân mặt trước nha các bạn. Rồi mình chọn loại tệp. Mình chọn ảnh. Cái này nó cũng như xác nhận, có khác hơi khác thằng có biết chút xíu à. Các bạn xác nhận cái này được là xác nhận thằng được cần các bạn. Khoan các bạn ơi, mình tìm giấy chứng minh nhân dân của mình coi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, giấy chứng minh nhân dân mặt trước rồi. Xong một bước tải xuống. Các bạn chờ tải chút nha các bạn. Các bạn, cái này giấy chứng minh nhân dân mặt trước kìa. Cái hình thứ hai là giấy chứng minh nhân dân mặt sau các bạn. Mình làm video này vì các bạn sợ các bạn nói mình hứa lụi nữa. Rồi các bạn cầm một ảnh selfie chụp như vậy nha các bạn. Tạch nè. Chẳng thà mình không nói gì thôi, mình nói thì mình làm hứa cho anh em thôi. Rồi các bạn chọn vào một ảnh nha các bạn. Nói các bạn cầm giấy chứng minh nhân dân gì nè các bạn. Rồi các bạn chụp được rồi à, giấy bẹt à. Rồi tải lên chưa? Rồi. Rồi các bạn bấm nút gỡ để xác minh nha các bạn. Từ 1 đến 3 ngày nó sẽ thông báo về, nếu mà không được thì nó gỡ về cái Gmail các bạn. Các bạn chụp màn hình các bạn qua Google dịch đó các bạn. Các bạn sai mục nào thì các bạn sửa là mục nấy nha các bạn. KYC này thằng có biết cũng vậy luôn đó các bạn. Rồi you friend of KYC đã đăng ký liên kết của bạn.
chưa chơi mình tiếng ghép được. Chưa đăng ký xong nên mình tiếng ghép được. Vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Các bạn có thắc mắc gì thì có để lại comment bên dưới thì mình sẽ giúp các bạn nha các bạn. Các bạn đăng ký thì một cái mail, một cái mật khẩu và xác nhận mật khẩu rồi vô hộp thư chính nha các bạn. Nó khác với thằng COVID là thằng COVID hộp sư spam. Còn này hộp thư chính là các bạn xác nhận là rồi. Vậy chào tạm biệt tất cả mọi người. Video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn nạp và rút vị trí nha các bạn.